Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh Bản sắc dân tộc của trường mình. Hiện tại mình đang có mặt tại thành phố Cao Bằng các bạn ạ. Ở đây thì nghi ngang qua hàng lạp xưởng châu khô này, mình thấy nhà cô làm rất là nhiều. Ở đây là mình, cái này là hun bằng cái gì hả cô? Mía đấy, hun đây. Ồ. Đây, đang hun mía. Dưới là than hoa đúng không ạ? Than hoa và mía đúng không ạ? À mía Cao Bằng, cái mía trắng Cao Bằng đấy đúng không nhỉ? Đây là thịt thịt lợn hun khói. Và cái kia trên này là lạp xưởng. Cái này là hôm nào mình cũng làm hả cô? Hôm nào cũng làm. Cái này thì cô hun được lâu chưa? Cái này vừa đang hun. Mới cho vào lò thôi thì. Cái này bình thường mình hun khoảng tầm bao lâu thì chục ngày à? Cứ hun như này chục ngày thì nó mới khô lại đúng không? Còn lạp xưởng thì hun bao lâu không cô? 2 ngày là được. À thịt này nó dày, nó ấy hơn nhỉ, nó ướt hơn. Nhà mình làm nghề này được lâu chưa hả cô? 10 năm rồi. 10 năm. Đây là... đây là trâu hay là lợn hả cô ơi? À trâu à. Bây giờ cái này là mình có thể nướng ăn được chưa? Cái này cô đang làm chưa được. À chưa được à? À cái này mới làm xong, mình là chưa hun đâu đúng không? Hun chưa hả cô? Hun rồi, đang hun. Vừa làm vừa hun. À vừa làm vừa hun. Ngon đấy nhỉ. Đây cái bên trong này chả được rồi, cái bên trong được. Cho đến được rồi. À cái nào mà nó quắt vào như này thì mới được đúng không? Cái này được rồi. Cái gia vị mình tẩm này là có hạt tỏi mắc khén không nhỉ? Có như Tây Bắc không cô? Hay là bên mình làm như Tây Bắc khác à? Làm khác. Thế là được rồi. Đây là măng à? Nhà cô có cả măng, măng miến. À đấy là bên kia, nhà bên kia hay nhà bên mình nhỉ? Nhà cô. Nhà cô à? Có cái nào tươi tươi cô nướng cho cháu chút ít. Cái này là cô đang hun khói, không nướng được. À thế à? Giờ bếp cô đang hun. À vâng, thế thôi cho cháu trải nghiệm thêm gia đình cô vậy. Ồ đây cái này có cả một dàn này nhờ. Tươi rất là ngon. Ở đây mình cái thịt thì là có thịt gì nhiều cô? Thịt lợn, thịt trâu à? Lợn, trâu, bò. Lợn, trâu, bò có hết. Mai ngày kia về thì qua đây lấy về làm quà vậy. Cái lạp xưởng này mình bán theo cân hay là kiểu như nào cô? Bán cân. Một cân là mình bán khoảng nhiêu bao tiền? 250. Lạp này là lạp lợn đúng không? À cái này là mình chưa sấy đâu phải không chị? Tí nữa mới hun đúng không? À đang hun ở bên dưới này rồi. Bên này là khói ung tùm hơn nhỉ. À đây này. Bên này các bạn này. Ở đây là địa chỉ, đây là chỗ nào cô nhỉ? Đây các bạn nào đi qua ngang thành phố Cao Bằng thì vào địa chỉ này 134 Vườn Cam Hùng Oanh Lạp Xưởng. Cái này Hùng Oanh là thương hiệu tên của nhà mình đúng không ạ? À. Vậy này cháu cũng thấy có khá là nhiều nhà làm chứ nhỉ? 4-5 nhà. Cái này hôm nào mình cũng làm hả cô? Ở đây cô đã đóng gói vào đây rồi đây.
Cái này mỗi một túi này được 1 cân hả cô? Nửa cân. Cái này thấy rồi nó nhẹ mà nhỉ. Đây nha các bạn. Cái này là trâu hay là gì hả cô ơi? Trâu. Trâu à? Cả bò mà. Bò cả trâu cả bò. Đây là cái trâu. Cái này là máy hút chân không phải không cô? À đây là mình đang chuẩn bị hút chân không. Hút này nó được bảo đảm bảo quản được lâu hơn. Ở bên này cũng có một nhà nữa này các bạn này. Đấy, cho anh tí lạp sườn. Chị. Đây rồi chị. Đâu cái này à anh ơi. Đây là à, chị. À cái này mình đang xông đúng không ạ? Đang sấy à? Cái này ở dưới là than hoa đúng không ạ? Than hoa trên là bằng cả cây luôn nhỉ? Cái này không phải bã mà cả cây luôn phải không chị? Không, than với cây mía. Cây mía nhưng mà mía là không phải là bã đâu đúng không? Cả cây luôn à? Cái này bình thường mình sấy khoảng bao nhiêu ngày là được như này chị? Sấy từ tháng tối rồi ủ để đến ngày hôm sau. À có nghĩa là sấy thì một ngày xong ủ là đến qua đêm đến ngày sau được đúng không ạ? Cái này bình thường một ngày mình có làm nhiều không chị? Mỗi ngày làm tầm 50 cân. Cả trâu. Nhà mình ngoài lạp xưởng ra còn gì không hả chị? Có. À thịt lợn à? Lợn. À đây trâu đây nhỉ? Đây là trâu hả chị? Đây là thịt lợn. Dưới này cơ mà? Thịt lợn khô. Thì nó khô mà nhìn nó quắt vào nhìn như này thì nhẹ quá nhỉ? Vâng. Như này còn một cân khô thì mình bán khoảng bao tiền? Một cân là 600. Còn 600. Một cân khô được bao nhiêu nhỉ? Nhiều mà, cái này nó nhẹ mà. Còn cái này đã đạt chưa chị? Cái này em thấy còn hơi ấy mà nhỉ? Không khó khô mà. Cái này là sấy đúng không? Cái này hai kiểu, hai dạng đúng không ạ? Vâng. Một dạng là hun khói, một dạng là sấy khô đúng không? Không, một cái là thịt nạc, một cái là thịt. Rồi, thịt ba chỉ mình chỉ hun, còn cái thịt nạc là mình để cho khô đúng không ạ? Khô cái này nướng ra xé nhỉ? Vâng. Còn đây, cái này là thì hút chân không vào rồi đúng không ạ? Vâng. Một cái này được khoảng mấy lạng không chị? 5 lạng không? Đây là 5 lạng. 5 lạng một. Đây là lạp xưởng này cũng đã tất cả hút chân không vào rồi, hết rồi các bạn ạ. Ở đây là thuộc cái gì nhỉ? Vườn cam à? Vâng. Đây các bạn nào qua Cao Bằng thì ghé vào cửa hàng mình để mua về thưởng thức này. Ở đây hầu như là độc Cao Bằng này độc cái con đường này là làm nghề truyền thống rồi đúng không ạ? Độc con đường này là làm vườn. Vâng. Đường vườn cam nha các bạn nha. Cái đây đi qua cổng chợ xanh. Đây là nhà mình có làm lạp sườn, thịt hun khói này, thịt bò khô, trâu khô. Cái này nhà mình làm khoảng bao nhiêu năm rồi hả chị? Trong nghề. Chục năm. Ở đây có cả ấy đấy, măng ớt đây, măng ớt quả măng mật. Măng mật. Măng cái này là măng tre hay là không, đây là măng cây không phải trúc. Măng thử cây bắt độ à hiểu không nhỉ? Bắt độ. Mật ong rừng nữa nhờ, đây là mật ong rừng nữa. Cửa hàng mình bán khá là đầy đủ các bạn ạ. Còn cái đồ đặc sản của núi rừng thì qua đây thì làm quà về là quá hợp luôn. Ở đây thì có cái mộc nhĩ này. Còn chè dây. Chè dây. Có miến. Miến, này là miến rong phải không chị? Vâng, có miến rong. Cái túi này là túi gì hả chị? Nấm hương. À nấm hương à. Ồ đầy đủ các đồ khô hết. Tất cả các đồ khô. Khá là nhiều. Ở đây là hôm nay nhà mình không làm à cô? Hôm nay nhà mình không làm à? À đây là lợn nhỉ, lợn hút khói đây. Khô hết rồi. Thấy như này đã đạt chưa cô? Cái này đợi đóng gói thôi đúng không? À dạ vâng. Ở khu này có mấy nhà, 4-5 nhà đấy cô nhờ? Lạp xưởng.
Bên này cái này là hun hết rồi nhỉ? Đạt hết rồi. À, lọt cái thứ ở trong. Đây các bạn. Cái như cô cháu hỏi cái như này là mùa nào mình hay làm nhiều nhất hả cô? Mùa đông là kiểu là cái này là kiểu mùa đông là hay nướng nhiều nhỉ? Hay là như nào nhỉ? Có khả năng mùa đông là bán chạy hơn hả cô? Cái thịt lợn như này thì mình bán khoảng bao tiền một cân ạ? Nó sấy khô đạt như này rồi. 200.000. Cái này lúc nó sấy lên nó nhẹ không nhỉ? Hun lên nó nhẹ. 300.000.